Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 19 giờ 50 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Lãnh đạo tỉnh tổng duyệt các nội dung chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Lào Cai. Sức hút từ Sapa, khu du lịch quốc gia, tầm vóc quốc tế. Cuộc sống mới ở vùng cao Y Tý. Tin thế giới, Cộng hòa Dân chủ Congo kêu gọi trao ghế cho châu Phi trong Hội đồng Bảo an. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 21 tháng 9 diễn ra buổi tổng duyệt các chương trình sẽ diễn ra tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai. Tham dự có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, một số đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành đơn vị. Tổng duyệt chương trình dâng hương tại nhà lưu niệm Bác Hồ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong lưu ý các đơn vị sở ngành tích cực phối hợp khẩn trương hoàn tất cơ sở vật chất, điều chỉnh không gian, cảnh quan khu vực trong và ngoài nhà lưu niệm, đặc biệt hết sức chú trọng đến nghi lễ dâng hương, đảm bảo tính trang nghiêm của buổi lễ. Tại đây, sáng ngày 23 tháng 9 sẽ diễn ra nghi lễ dâng hương, giới thiệu hình ảnh tư liệu về Bác Hồ, viết lưu bút và trồng cây lưu niệm. Duyệt chương trình lễ kỷ niệm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy và các đồng chí thường trực tỉnh ủy đã góp ý chi tiết về công tác đón tiếp đại biểu, không gian giới thiệu tranh ảnh Bác Hồ với Lào Cai, Lào Cai với Bác Hồ, văn nghệ chào mừng, nghi lễ chào cờ, công tác thi đua khen thưởng. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị cần có sự phối hợp hết sức nhịp nhàng, chính xác, chuyên nghiệp ở từng khâu, từng chi tiết, thể hiện sự vui tươi, phấn khởi, trang trọng của buổi lễ. Tiếp đó, các đồng chí thường trực tỉnh ủy cũng đến duyệt chương trình tại trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Đây sẽ là địa điểm được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm và tặng quà nhân sự kiện kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai. Đánh giá cao công tác chuẩn bị của nhà trường, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cũng đề nghị nhà trường cần chuẩn bị hai phương án trong việc bố trí học sinh đón tiếp đại biểu, bố trí cảnh quan hợp lý. Cũng trong sáng nay, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức ra mắt ấn phẩm mới và trao giải thưởng văn học nghệ thuật kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai. Dự chương trình có đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ba ấn phẩm mới ra mắt độc giả dịp này gồm tập ký và tản văn Miền đất đôi cánh Phượng Hoàng của tác giả Phạm Công Thế, tập tản văn Hoa đào trên núi Hoàng Liên của tác giả Cao Văn Tư và tập thơ Hồn quê của tác giả Mai Ngọc. Chủ đề của các tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên con người cùng sự đổi thay phát triển của quê hương Lào Cai. Tổng kết cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai và chào mừng thành công đại hội lần thứ 9 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi thu hút gần 100 tác giả là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và cộng tác viên tham gia với hơn 200 tác phẩm. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải cho 43 tác phẩm xuất sắc nhất, gồm 2 giải A, 8 giải B, 13 giải C và 20 giải khuyến khích. Thưa quý vị và các bạn, trải qua chặng đường 120 năm hình thành phát triển, Sapa liên tục được nhắc tới như một điểm sáng về du lịch Việt Nam. Đây không phải là ngẫu nhiên mà ngoài những lợi thế đã được thiên nhiên ban tặng, du lịch Sapa đang thực sự cất cánh bởi những sản phẩm chất lượng và đẳng cấp níu chân và thôi thúc du khách quay trở lại khám phá. Và biên tập viên Vân Anh sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong ít phút của chương trình thời sự hôm nay. Vâng, xin cảm ơn anh Minh Đức. Vâng, đúng như anh Minh Đức đã nói, nhiều năm liên tiếp Sapa luôn nằm trong top 10 điểm đến được yêu thích nhất trong nước và top 28 điểm đến hấp dẫn của thế giới. Sapa cũng luôn lọt top những địa điểm được tìm kiếm nhiều nhất trên bản đồ du lịch thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Diệp Chi đang có mặt ở Sapa trải nghiệm những điểm đến, những sản phẩm du lịch hấp dẫn đặc sắc của Sapa. Tạp chí Travel and Nature lựa chọn Sapa giới thiệu là 10 điểm đến xanh nhất trái đất, trong đó Sapa của Việt Nam nổi bật với vị trí số 1. Và ruộng bậc thang của Sapa cũng được bình chọn là một trong 7 ruộng bậc thang đẹp và kỳ vĩ nhất châu Á cũng như thế giới. Nhà xuất bản du lịch lừng danh Rao Guides của Anh đã công bố top 10 điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á, trong đó Sapa xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng. Và nơi tôi đang đứng đây, khu du lịch Sun World Fansipan Legend, được World Travel Award
vinh danh là điểm đến du lịch hấp dẫn nhất Việt Nam năm 2019-2020, điểm đến du lịch văn hóa hàng đầu thế giới và điểm du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới. Và đó chỉ là một vài danh hiệu nổi bật trong số rất nhiều danh hiệu Sapa được quốc tế vinh danh. Nhưng chừng đó cũng đủ để thấy Sapa ghi dấu ấn tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Theo quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Sapa, đến năm 2040, hệ thống giao thông, đặc biệt là giao thông đối ngoại của Sapa sẽ được tập trung mở rộng, nâng cấp, hoàn thiện. Cây cầu Móng Xến nơi tôi đang đây là một minh chứng mở ra con đường thanh thang tuyệt đẹp, góp phần đạt mục tiêu xây dựng khu du lịch quốc gia Sapa trở thành một trong những động lực phát triển du lịch của cả nước, vươn tầm quốc tế. Để khẳng định thương hiệu khu du lịch quốc gia vươn tầm quốc tế, bên cạnh phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên, bản sắc văn hóa, Sapa tập trung quy hoạch, thu hút đầu tư những công trình du lịch đẳng cấp, hướng tới phát triển du lịch xanh bền vững. Thời điểm này thì những nội dung liên quan vấn đề ùn tắc giao thông, những nội dung liên quan vấn đề vệ sinh môi trường, những nội dung liên quan đến vấn đề chèo kéo an sinh và vấn đề liên quan đến quản lý giá cả, dịch vụ trên địa bàn đã cơ bản đã được quản lý tốt. Ở đây thì chúng tôi tập trung vào vấn đề đầu tiên là vấn đề tuyên truyền đến tất cả người dân và du khách, tập trung vào các cơ sở kinh doanh trên địa bàn để mà tạo ra một khí thế cùng chung tay với chính quyền để xây dựng Sapa. Sapa là một nơi tuyệt vời, người Ba Lan rất yêu thích chỗ này và đây cũng là một điểm du lịch khá nổi tiếng mà mọi người ở đất nước tôi biết đến. Thưa quý vị và các bạn, khởi nguồn từ một trạm nghỉ dưỡng được người Pháp phát hiện vào những năm đầu của thế kỷ 20, trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, hành trình 120 năm xây dựng và phát triển, Sapa đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành khu du lịch quốc gia hướng đến tầm quốc tế. Vậy đâu là những thách thức đang đặt ra cho Sapa và Sapa cần phải làm gì để tiếp tục hình thành nên những sản phẩm du lịch độc đáo, mang bản sắc riêng có để thu hút du khách, hiện thực hóa mục tiêu đón 8 triệu lượt khách vào năm 2030. Cuộc trao đổi trường quay với ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch Lào Cai sẽ cho thấy rõ hơn về những nội dung này. Vâng, xin cảm ơn ông Hà Văn Thắng đã tham gia cuộc trao đổi cùng chương trình. Xin cảm ơn biên tập viên Vân Anh. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, thưa ông Hà Văn Thắng, trong hành trình 120 năm qua, Sapa đã tận dụng tiềm năng thế mạnh như thế nào để vươn mình trở thành khu du lịch quốc gia như hiện nay, thưa ông? Cái sự lãng mạn của Sapa hòa quyện với cái bản sắc văn hóa của cộng đồng năm dân tộc thiểu số đã tạo cho Sapa có những nét đẹp riêng có. Tỉnh Lào Cai qua các thế hệ đều đã biết trân quý những giá trị về văn hóa, những giá trị về tài nguyên thiên nhiên, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đầu tư cho việc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội nói chung và du lịch nói riêng, được sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế quan tâm, tư vấn, giúp đỡ cho Lào Cai. Và chúng ta tiếp thu những cái tinh hoa và chúng ta đã có những cái chương trình hành động rất cụ thể, được người dân hưởng ứng, được doanh nghiệp chung tay, cho nên chúng ta đã làm cho du lịch của Lào Cai đã lan tỏa và từng bước đã trở thành những cái điểm đến được du khách trong nước và quốc tế yêu thích. Sapa đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế với mục tiêu đón 8 triệu lượt khách vào năm 2030. Vậy thách thức nào đang đặt ra cho Sapa, thưa ông? Chúng ta đang đứng trước khá nhiều những cái thách thức. Khi mà lượng khách ngày một tăng lên thì dẫn đến sự quá tải của cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật, và chúng ta đứng trước những cái nguy cơ tài nguyên thiên nhiên cũng bị mai một do biến đổi khí hậu, do sự đô thị hóa, thì nó kéo theo rất nhiều cái mặt trái của cơ chế thị trường, làm cho các cái sản phẩm du lịch của chúng ta nó đang có những cái chiều hướng, nếu không cẩn thận thì nó sẽ không giữ được những cái giá trị mang cái bản sắc riêng của Lào Cai, cũng như cái nguồn nhân lực của chúng ta để đáp ứng cái nhu cầu ngày càng cao của du khách đều là những cái thách thức. Vâng, khó khăn và thách thức là không nhỏ. Tuy nhiên, với những tiềm năng thế mạnh riêng có, theo ông, du lịch Sapa cần phải làm gì để hoàn thành mục tiêu như đã kỳ vọng?
Đối với du lịch Lào Cai thì chúng ta phải có một cái niềm tin, đó là cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái giá trị mà chúng ta chưa thể khai thác hết được. Nó như là một cái nền tảng cực kỳ quan trọng tạo ra cái sức hút cho du lịch Lào Cai. Thế và cộng đồng các dân tộc của chúng ta thì rất có ý thức trong cái việc bảo tồn những giá trị văn hóa đó, đang rất tích cực trao truyền cho các thế hệ trong tương lai. Cho nên dù Sapa đang có những cái biến đổi tích cực, nhưng chúng ta vẫn giữ được những cái vẻ đẹp hoang sơ, vẫn giữ được bản làng mang đậm những cái bản sắc văn hóa. Một năm chúng ta đang có tới trên 40 cái lễ hội truyền thống của các dân tộc vẫn được gìn giữ bảo tồn. Dạ vâng, cùng với cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, nhiều chuyên gia du lịch cho rằng sản phẩm du lịch vẫn là mấu chốt để Sapa thu hút du khách. Vậy để hình thành sản phẩm du lịch mới hấp dẫn riêng có của Sapa, thì theo ông, người làm du lịch Sapa cần phải chú trọng đến những nội dung gì ạ? Trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Lào Cai đã xác định trong thời gian tới thì sản phẩm du lịch của chúng ta sẽ là sản phẩm du lịch xanh, thông minh và khác biệt, phải gắn với cái bản sắc văn hóa độc đáo của chúng ta. Ví dụ như những ngọn núi cao của chúng ta phải là những cái tour du lịch leo núi mạo hiểm. Những cái thác nước đẹp tuyệt vời của chúng ta sẽ có những cái sản phẩm như là trượt thác. Những dòng sông tuyệt đẹp của chúng ta thì sẽ là những cái sản phẩm canoning, bơi thuyền, rồi cắm trại, camping. Như tỉnh Lào Cai thì đã có cái ký kết hợp tác với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, với các thành phố lớn, thì chúng ta làm sao tạo ra những cái sản phẩm trên một vòng cung Tây Bắc có thể kết nối du lịch núi với du lịch biển để khai thác nó. Và điều đặc biệt nữa thì chúng ta đã có một cái hành trình 120 năm. Cách đây hơn một thế kỷ thì Sapa đã được mệnh danh là kinh đô du lịch của mùa hè. Vậy thì chúng ta phải lấy cái nghỉ dưỡng núi sẽ là làm những cái sản phẩm trọng tâm. Chúng ta phải phát huy được những giá trị từ những cây thuốc, từ những cây hoa, từ những lời ca tiếng hát để trở thành những sản phẩm mà có thể chạm được tới cảm xúc của du khách. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông vì cuộc trao đổi cùng chương trình. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Vân Anh. Tới đây tôi cũng xin được kết thúc phần trình bày của mình. Vâng, mời anh Minh Đức quay trở lại với chương trình thời sự. Cảm ơn chị Vân Anh. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Sapa, thành phố trong sương. 20 giờ tối ngày 23 tháng 9 năm 2023 sẽ diễn ra một sự kiện đặc biệt, lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa với chủ đề Sapa Diệu Kỳ. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam, trên kênh truyền hình và các nền tảng mạng xã hội của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 263 dự án được quyết toán với tổng giá trị gần 1.659 tỷ đồng, giá trị giảm trừ 15,8 tỷ đồng, tương ứng giảm 0,95%. Như vậy, hiện trên địa bàn tỉnh có 83 dự án công trình chưa được quyết toán và đang trong thời hạn thẩm tra phê duyệt quyết toán theo quy định tại Nghị định số 99 năm 2021 của Chính phủ. Tổng số dự án phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước do thanh toán vượt so với giá trị quyết toán được phê duyệt đến thời điểm báo cáo là 31 công trình với số tiền phải thu hồi là gần 5 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã thu hồi xong 15 công trình tổng giá trị trên 3,3 tỷ đồng. Hiện các chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với các nhà thầu tháo gỡ khó khăn về thủ tục, đảm bảo 100% dự án đã hoàn thành được quyết toán trong năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, trận mưa lớn rạng sáng nay 21 tháng 9 tại thị trấn Nông Trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng đã gây thiệt hại về người, tài sản của nhân dân. Địa phương đang huy động các lực lượng tích cực hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Thu Hằng vẫn còn bàng hoàng bởi tốc độ quá nhanh của cơn lũ. 7 giờ 30 phút, nước từ đầu nguồn bắt đầu đổ về. Chỉ sau khoảng 30 phút, nhà đã bị ngập cao gần 1 mét. Toàn bộ hệ thống ao hồ xung quanh đều bị ngập nặng. Và lúc đẩy hết đây thế là dân làng bắt đầu vào với kênh bê các thứ đồ đạc cho mà cũng không kịp. Nhiều cái vẫn không bê lên được nên là vẫn ngập. Rồi nước nó cứ ào ào nó đến thôi. Ao cá, ao chuông là cũng ngập san bằng hết rồi. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, mưa lũ đã làm ngập nhiều nhà dân, hoa màu, vỡ nhiều ao nuôi cá.
một số tuyến đường bị sạt lở, chia cắt bởi nước lũ trên các suối. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi xảy ra mưa lũ gây thiệt hại về người và tài sản, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, tính toán đưa các hộ dân ở khu vực nguy hiểm ra nơi ở mới an toàn. Huy động các cái lực lượng dân quân rồi các cái tổ chức chính trị xã hội cùng với bà con nhân dân để di chuyển các cái tài sản và người đến nơi an toàn. Sau khi mà ổn định thì để đánh giá lại tình hình, xem những cái vị trí đó còn ở được hay không ở thì sẽ phải di chuyển ngay. Đối với 5 điểm bị sạt lở trên quốc lộ 70, trong đó có một điểm sạt lở lớn, đoạn qua thôn Nậm Tròng, xã Bản Cầm, đơn vị quản lý, bảo trì quốc lộ 70 và chính quyền địa phương đã cắm các biển cảnh báo, khuyến cáo người dân không đi qua vị trí sạt lở do vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Theo dự báo, từ nay đến ngày 23 tháng 9, trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ một số nơi có mưa to. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các sở ngành, các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng trong những ngày tới. Bao giờ y tí có kem, mừng hung có điện thì em theo chàng. Câu ca xưa vẫn được người vùng cao Bát Sát nhớ như ước mơ về sự đổi thay cho vùng đất vốn là nơi thâm sơn cùng cốc này. Và ước mơ ấy giờ đã trở thành hiện thực. Vùng biên y tí đang khởi sắc từng ngày. Để cho bức tranh tươi sáng ấy thêm rực rỡ hơn, những bạn trẻ nơi đây với khát vọng vươn lên đã lan tỏa tinh thần xung kích, xây dựng cuộc sống mới nơi vùng đất mù sương. Đây là một trong những homestay làm dịch vụ chuyên nghiệp đầu tiên tại Y Tý. Tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2018, bỏ lại những dự định, cơ hội việc làm tại thành phố. Lý Xá Suy, chàng thanh niên Hà Nhì, quyết định về quê lập nghiệp bằng con đường làm du lịch cộng đồng. Cái ngôi nhà đất thường là nó sẽ ít cửa sổ và nó không được thông thoáng cho lắm. Thì mình sẽ khắc phục bằng cách là mình có thể thêm cửa sổ hoặc cho cửa sổ nó to hơn để đảm bảo ánh sáng, đảm bảo cái không gian, nhà vệ sinh khép kín ở trong nhà luôn để cho nói chung là để được sự tiện nghi thôi. Tròn 25 tuổi, Vàng A Sáo, dân tộc Mông, được bầu làm bí thư chi bộ thôn Hồng Ngài. Với trăn trở làm thế nào để người dân ấm no, đoàn kết, khi được học tập chỉ thị 05 thấm nhuần tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bí thư chi bộ Vàng A Sáo như có thêm sức mạnh, định hướng rõ hơn việc làm của mình, xác định đảng viên phải đi trước, làm trước. Từ phát triển kinh tế thì là đảng viên cũng là phải là người nêu gương đi đầu. Hai nữa về cái vấn đề xây nông thôn mới cũng thế, là trong quá trình vận động hiến đất thì đảng viên cũng phải là người đi đầu. Năm 2017 thì là gia đình tôi cũng đã hiến đất để xây dựng căn nhà văn hóa để cho tập thể thôn. Được biết đến là thiên đường mây hấp dẫn, nhưng vùng cao Y Tý còn vô vàn khó khăn. Bảo tồn, khai thác các giá trị văn hóa bản địa, tìm sinh kế mới hay tuyên truyền vận động người dân thay đổi nhận thức, xây dựng cuộc sống tiến bộ, văn minh. Đây là khát vọng đang được những người trẻ ở Y Tý hiện thực hóa. Chúng tôi cũng hết sức mong muốn là với những cái vai trò mà chúng tôi đang thực hiện thì là sẽ nêu gương cho bà con và thực hiện các cái nhiệm vụ triển khai tới cho bà con để bà con có thể nâng cao được các cái nhận thức và sẽ ngày một phát triển. Vùng cao Y Tý đang khởi sắc từng ngày nhờ có sự đóng góp của những người trẻ tuổi, một thế hệ được học hành bài bản, được tiếp cận với tri thức, với những tư tưởng tiến bộ. Họ lựa chọn bám bản, hiện thực hóa ước mơ xây dựng dải đất biên cương mù sương này ngày càng giàu mạnh. Tiếp theo chương trình, giá xăng dầu đồng loạt tăng trong ngày hôm nay. Hàn Quốc hướng tới chính sách lao động nước ngoài linh hoạt. Giá xăng dầu từ 15 giờ hôm nay 21 tháng 9 được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều hành theo hướng tăng mạnh từ 720 đến 870 đồng một lít. Theo đó, giá xăng E5 tăng 720 đồng một lít, giá bán là 24.190 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 870 đồng một lít, giá bán là 25.740 đồng một lít, giá dầu diesel tăng 540 đồng một lít, giá bán là 23.590 đồng một lít. Cũng trong kỳ điều chỉnh hôm nay, nhà điều hành không trích lập quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Trong vòng 2 tháng lại đây, giá xăng dầu tăng 6 lần liên tiếp,
trong khi quỹ bình ổn xăng dầu dư hơn 7.400 tỷ đồng tính đến hết quý 2, nhưng số chi quỹ bình ổn giá lại khá nhỏ giọt. Dù vậy, trong thời gian này, mức độ trích lập quỹ đã giảm đáng kể để giảm bớt áp lực lên giá bán lẻ. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam tổ chức cuộc thi Sáng kiến tiêu dùng xanh giảm ô nhiễm nhựa. Theo đó, các tổ chức cá nhân có các đề tài sáng kiến liên quan đến tiêu dùng xanh, giảm ô nhiễm nhựa và các lĩnh vực liên quan đến bảo vệ tài nguyên môi trường đều có thể tham gia cuộc thi. Các tác phẩm dự thi phải thể hiện được các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề về tiêu dùng xanh, giảm ô nhiễm nhựa, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, môi trường và xã hội. Thông qua cuộc thi nhằm tìm kiếm, tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến tiêu dùng xanh tiêu biểu có thể áp dụng rộng rãi, hiệu quả và thực tiễn. Chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine, Chủ tịch Hội đồng châu Âu đã kêu gọi Trung Quốc giúp chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng châu Âu nói rõ, châu Âu mong muốn Trung Quốc hành động nhiều hơn để góp phần chấm dứt xung đột tại Ukraine, cũng như thuyết phục các bên tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc. Cũng tại cuộc họp này, lãnh đạo nhiều nước đã bày tỏ mong muốn sớm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Theo Thủ tướng Canada, tất cả các nước phải hành động để ngăn bạo lực tại quốc gia Đông Âu này. Trong khi đó, Trung Quốc nhấn mạnh lại quan điểm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia đều phải được tôn trọng. Nhưng bên cạnh đó cũng cần phải tính tới các quan ngại về an ninh và việc giải quyết các quan ngại này. Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo đã kêu gọi mở rộng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho các quốc gia châu Phi. Đây cũng là nội dung được nhiều quốc gia đề cập trong kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 78 đang diễn ra ở New York. Phát biểu trước phái đoàn các nước, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo kêu gọi mở rộng Hội đồng Bảo an, trong đó có hai ghế dành cho các nước châu Phi. Việc lâu nay châu Phi không có nhiều đại diện trong Hội đồng Bảo an đã dẫn đến việc nhiều cuộc khủng hoảng ở lục địa đen không được chú ý, và kết quả là đã bùng phát thành các khủng hoảng lớn. Cải tổ Hội đồng Bảo an là một trong những vấn đề được đề cập nhiều nhất trong kỳ họp lần thứ 78 này của Liên Hợp Quốc. Nhiều quốc gia bày tỏ mong muốn mở rộng danh sách các nước thành viên thường trực của cơ quan ra quyết sách cao nhất này. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngày 20 tháng 9, Tổng thống Đức đã kêu gọi Liên minh châu Âu EU cần phân bổ công bằng người di cư tại các quốc gia trong Liên minh. Tổng thống Đức thừa nhận nước này cũng như Italia đang ở mức giới hạn năng lực trong việc tiếp nhận thêm người di cư. Nhà lãnh đạo Đức cho biết, chỉ tính riêng trong nửa đầu năm nay, Berlin đã nhận được 1/3 tổng số đơn xin tị nạn trong số các nước EU. Do đó, nhà lãnh đạo Đức cho rằng cần phải kiểm soát và giám sát chặt chẽ hơn ở biên giới và ngoài EU. Đồng thời, các quốc gia EU khác cũng cần chia sẻ gánh nặng này với Đức bằng cách phân bổ đồng đều người di cư trong EU. Tuần trước, Đức đã tạm đình chỉ quy trình tiếp nhận tự động người tị nạn do Italia không tuân thủ các thủ tục theo Hiệp ước Dublin của EU. Các mục tiêu phát triển bền vững là một trong những chủ đề chính được bàn thảo tại kỳ họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại New York. Và một nghệ sĩ người Anh cũng đã đóng góp tiếng nói của mình thông qua một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt độc đáo tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc. Năm 2015, 193 nhà lãnh đạo thế giới đã nhất trí về một kế hoạch hành động vì hòa bình và thịnh vượng cho con người và hành tinh, với tên gọi Các mục tiêu phát triển bền vững. Và năm 2023, khi nửa chặng đường đã trôi qua, chỉ có 15% các mục tiêu đang theo đúng kế hoạch, trong khi nhiều tiến bộ đã bị đảo ngược. Để nhấn mạnh điều này, nghệ sĩ người Anh đã thiết lập tác phẩm nghệ thuật sắp đặt độc đáo với 17 cánh cửa đầy màu sắc rực rỡ, cùng với 17 nghệ sĩ và các nhà hoạt động, tượng trưng cho 17 mục tiêu phát triển bền vững. Giới chức Hàn Quốc đang xây dựng một cơ chế quản lý thống nhất các chính sách đối với lao động nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay về lao động có tay nghề cao của nền kinh tế Hàn Quốc. Trong một phát biểu, Thủ tướng Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia mở toàn cầu khi có tới 2,45 triệu người nước ngoài đang cư trú. Vì thế, luật pháp và các quy định liên quan đến những người này cần được thống nhất lại, thay vì để phân tán như hiện nay. Trong quá trình đó, chính phủ Hàn Quốc theo đuổi chính sách linh hoạt với những người lao động nước ngoài để giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động trong các ngành công nghiệp và xây dựng. Tính đến cuối năm ngoái, số lao động nước ngoài ở Hàn Quốc là khoảng 2,45 triệu người, tăng 4 lần sau 16 năm và chiếm gần 5% trong tổng số 52 triệu dân Hàn Quốc. Thưa quý vị và các bạn, 65 năm kể từ ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai,
những tư liệu hiện vật gắn với hình ảnh của người trở thành tài sản vô giá, luôn được nâng niu trân trọng và giữ gìn. Nhà lưu niệm Bác Hồ, công trình vừa hoàn thiện đúng dịp này là món quà ý nghĩa của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh nhà với Bác kính yêu. Đây cũng là những hình ảnh chúng tôi vừa thực hiện gửi tới quý vị trong một khoảnh khắc Lào Cai ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa có cường độ ổn định, kết hợp hội tụ gió yếu trên cao, nên thời tiết các khu vực trong tỉnh nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào nhẹ, rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, vùng cao đêm về sáng trời lạnh có nơi trời rét. Nhiệt độ các khu vực giảm khoảng 2 đến 3 độ C. Hiện thời tiết Lào Cai khá nóng bức từ gần trưa về chiều. Khi xuất hiện mưa dông, dễ phát sinh các hiện tượng cực đoan như lốc tố, gió giật mạnh và sét đánh. Vì vậy, người dân toàn tỉnh cần cảnh giác với dạng thiên tai trên có thể xảy ra gây thiệt hại bất ngờ. Khu vực vùng núi cần đề phòng lũ quét, các vùng trũng thấp phòng ngừa ngập úng. Sau đây là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời mát, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và có thể có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời mát mẻ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về thời tiết trong tỉnh đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.